Ta-da! Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện Phòng Mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá những bộ chuyện đến những nhà xuất bản trẻ ABM và Kim Đồng có những gì nha các bạn. Đây cho màn hình của các bạn, ta sẽ có những chuyện là Let Me To The Moon, tóm lại Em Dễ Hương Được Chưa tập 5, Tataka Lúc Nào Cũng Phật Vờ tập 11 và tập 13. Tập 11 với đáng lẽ mình review trước rồi nhưng mà sót các bạn, nên bây giờ mình sẽ gom chung lại với tập 13. Firefox cho các bạn tập 1, Viper Kẹt hay tập Người Min, Lớp Học Rùng Rợn tập 11, Rantaro Ninja Rantaro tập 3 tay bản, Kazuha Cuộc Chiến Tỏ Tình tập 13, Thánh Thật Lovay tập 5, Học Viện Siêu Anh Hùng tập 32, Cậu Ma Nhà Xí Hanako tập 16, tặng kèm quà tặng nha, và Linh Hồn Cỏ Cây. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn mỗi bạn một cú bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Học Viện Siêu Anh Hùng tập 32 chính là phần chuyện tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá. Đối phần này chúng ta giống như tập trước, tặng được một cái bookmark khá là nhỏ nhắn và xinh xắn đáng yêu nha các bạn. Hai mặt chúng ta được một cái bì rơi. Đây là bì rơi của tập 32 Học Viện Siêu Anh Hùng được cán bóng nha các bạn, giống như cái tập trước vẫn được cán bóng. Đây là phần mặt trước nè. Đó, các bạn thấy không, ông ánh đây là phần mặt sau nè. Giá tiền vẫn giữ như ngày nào nha các bạn, là 25.000. Còn mình để cái phần bì rơi sang một bên. Bây giờ chúng ta cùng khám phá cái phần bên trong. Bên trong thì trang bị keo không màu nha. Toàn bộ bên trong được in mình đi shop thôi. Đây một số hình ảnh bên trong của tập 32. Nội dung của tập 32 kể về là có vẻ như lũ tù nhân vượt ngục ở cái trại giam trên khắp Nhật Bản đang tóc oai thành phố. Deku dần trở nên tê tả sau khi bắt đầu hợp tác với những siêu anh hùng hàng đầu. Hãy cùng khả hủy cái thế giới khó sống và đáng ghét này hán. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng tập 32 của Học Viện Siêu Anh Hùng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số phía dưới nha. Và hãy nhớ số hết này của mình là 449. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.